thì Như sẽ review cho các bạn về sản phẩm Raw Fusion. Đây là một dòng sản phẩm rất là nổi tiếng của nhà SAN. Thì cái thương hiệu này thì Như nghĩ cũng một số bạn chắc là đã rất là quen thuộc rồi, bởi vì đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ với lịch sử hơn 20 năm trong ngành thực phẩm bổ sung dinh dưỡng và thể thao rồi đó. Bây giờ thì Như sẽ đi sâu vào so sánh xem cái sản phẩm này như thế nào nha. Thì đầu tiên, nếu mà nhìn qua bao bì thì các bạn có thể nhìn thấy sản phẩm này thật sự nhìn vào rất là xanh, đúng không? Thì không những trong cái bao bì nhìn vào thiết kế nó màu xanh đâu, mà cơ bản là ngay cả cái hộp này á thì nó cũng được cái nguồn sản xuất của nó là từ nhựa loại 2, cho nên là đây là một cái nguồn nhựa rất là an toàn cho sức khỏe của chúng ta và nó có thể recycle, có thể tái chế được. Vì vậy ngay từ bên ngoài là các bạn có thể hoàn toàn rất là yên tâm rồi đó. Còn bên trong thì như thế nào? Thì thật ra nếu các bạn là một người ăn chay nè, hoặc là rất là thích các nguồn dinh dưỡng từ thực vật, thì cái sản phẩm này như có thể nói là the best luôn. Bởi vì cái nguồn dinh dưỡng của nó là hoàn toàn 100% từ thực vật, không có thành phần từ động vật và cũng không có nguồn gốc từ sữa luôn. Thì nó tới từ 4 nguồn. Nguồn thứ nhất là đậu Hà Lan, nguồn thứ hai là mầm đậu nâu, thứ ba là artiso và thứ tư là dầu hoa hướng dương. Thì nghe về 4 cái thành phần này thôi là các bạn có thể thấy là nó thật sự rất là tốt với sức khỏe, đúng không nào? Và tuy nhiên thì cái mà Như thấy là nó hơi là cũng có thể gọi là một cái điểm yếu của sản phẩm này, đó là hàm lượng protein của nó hơi thấp. Đó là một cái serving của nó là 31.1g thì nó chỉ có 21g là protein thôi. Tuy nhiên nếu mà bạn cần nâng cái lượng protein bình thường sử dụng mỗi ngày thì mình chỉ việc dùng nhiều hơn một chút, nó cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Và cái tiếp theo nữa là nói về hàm lượng BCA thì sản phẩm này nó vẫn đáp ứng đủ 4g BCA, có nghĩa là hàm lượng acid amin của trong cái sản phẩm này nó tương đương với một nguồn protein tới từ sữa. Cho nên là thực sự nếu mà nói về cái chất lượng của protein, nó không chênh lệch so với các sản phẩm có nguồn gốc từ sữa gì cả. Và có một cái mà Như cảm thấy rất là thích ở sản phẩm này, đó là trên bao bì sản phẩm nó có ghi một chữ là non GMO, có nghĩa là không chứa các thực phẩm vật biến đổi gen. Thì cái này Như gọi là rất là thích, là vì sao? Là bởi vì hiện tại ngoài thị trường có rất là nhiều sản phẩm tràn lan những sản phẩm của thực phẩm biến đổi gen, thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của chúng ta, gây rất là nhiều loại bệnh. Cho nên là thường khi mà lựa chọn sản phẩm thì Như hay chọn những sản phẩm nguồn gốc hữu cơ nè, non GMO là những cái sản phẩm mà thực sự mình rất là nên tin dùng. Và nếu mà nói về cái mùi vị của sản phẩm thì thực sự nếu mà như lần đầu tiên Như sử dụng á thì Như thấy là nó sự không có ngon lắm, bởi vì trước giờ mình hay uống whey protein như là ProStar hoặc là Better Whey thì mình thấy vị rất là ngon bởi vì nó là từ sữa, mình đã quen uống rồi. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà gọi là muốn chuyển qua whey thực vật nè, hoặc là ăn chay á, thì so với các sản phẩm whey thực vật khác thì Raw Fusion có vị khá dễ uống. Chỉ là lần đầu tiên mình uống mình sẽ thấy nó có hơi vị hơi nhẫn một tí, bởi vì thành phần của nó có hoa piso cho nên hơi nhẫn một tí thôi. Còn lại thì coi như là mọi thứ cũng rất là khá là ổn nếu các bạn sử dụng quen. Đặc biệt nếu mà bạn nào không thích ngọt á, thì các bạn có thể pha xung một ít với lại sữa tươi thông đường hoặc là cái sữa tắc béo á, thì nó sẽ trung hòa cái vị lại và mình dễ uống hơn. Thì đó là những cái chia sẻ của Như về cái sau khi Như sử dụng sản phẩm cũng như tìm hiểu thông tin về sản phẩm này. Thì Như mong nếu mà bạn nào ở đây cũng đang sử dụng sản phẩm và có những cảm nhận của mình thì các bạn có thể chia sẻ ngay dưới ô comment bên dưới để có thể tất cả mọi người có thể hiểu thêm về sản phẩm này. Cũng như là đừng quên subscribe kênh YouTube của iFitness để đón xem những cái video sắp tới của Như nhé. Tạm biệt các bạn.